những chiếc lá mình tô màu xanh nha. Cánh hoa mình tô màu cam. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Bông hoa này mình tô màu xanh. Vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video hướng dẫn tô màu tiếp theo của mình nữa nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.